Xin chào cả nhà. Hôm nay 20 á, giỗ tổ bên em có mua hai giày về để em cúng nè. Em gà em cúng bằng xong rồi. Giờ em mời cả nhà vô bếp cùng em nha. Vào đâu nè. Nhìn ra kìa. Được rồi nha. Mời con. Em cúng tổ hai gà đó rồi em ăn cũng xong rồi, giờ em bắt lên em luộc. Cháy gà giờ em để thằng nước lên. Xong rồi để gà vô. Hai con mình để luộc hết không anh? Được không? Anh để nó đi. Cũng nóng lắm rồi em để gà vô. Để hai con luôn ha. Hai mình luộc làm từ con. Từ con với em. Luộc trước con rồi, con rồi dính mình giáp rồi cũng khi ha. Gà ăn chín bây giờ em gấp ra để em nhỏ cho con kia vô à, cũng ngon quá nha. Luộc gà cũng cũng xong cả nhà, bây giờ mình cũng chưa rồi dọn ra ăn chưa rồi đó em té ra luôn, bây giờ đem nó tới đây nha. Chưa đó bụng. Wow. Ngon. Quá. Rồi em luôn ngồi luôn đi. Tay. Ừ. Đó. Quá nóng rồi. Ủa ngon không? Đó cay đó, nước mắm không cay không? Này mẹ làm nước mắm nha, mẹ cay với con chung luôn không có làm gì. Xong rồi cả nhà. Nãy em quay bây giờ em cắt cho nó gọn dễ ăn. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Em sáng em mua mà hai gà cúng tổ đó, cúng cũng xong rồi. Để con cho mẹ rồi con em dọn đi ăn luôn. Mời cả nhà dùng gà gốm tráng với gia đình em. Mời cái này dùng gà gốm tráng với gia đình em. Bảo gà gốm tráng. Ờ, với gà dai. Ăn cái gì? Ăn cái đùi cái gì? Ừ. Cái giò hả? Thiên ăn một câu. Một câu gấp hết luôn đi. Thiên ăn nào, cái đùi cho Thiên nè. Con câu. Con câu phải không? Này. Con. Ừ. Con dạ. Đây. Câu. Cái đùi cho em đi. Đây là thật, đúng không? Cái đùi nè. Gấp đùi cho con. Cái trứng bể nè. Rồi cái trứng đó thì rồi em lấy cái cành đùi luôn nè. Đây cái cành đùi luôn em xước mía bữa đi. Trứng nào thành đâu, thành ăn não. Đúng rồi. Nãy có cái là cái trái cái tim nè. Thắng này thắng. Tôi tưởng gấp nè. Cắm được cho tay trứng nữa nè. Rồi. Mời cái nhà nha. Rồi đi không gà ăn nay bữa đi. Cái gà ngon quá nè. Ừ, ngọt. Miếng ngọt. Nó ngọt. Câu câu nữa nè. Cái này thành cái này. Nói hô câu. Tội nghiệp cái răng đang thai cả nhà hay sao. Quá đã. Sao con? Rồi. Giờ sao ngon không?
để đi rửa xuống, để rửa xuống, để rửa xuống. Để xuống nữa mà. Để con để dĩ nè. Sao con ngon không? Ừ. Con. Làm cục này cái. Ngọt. Gà ngon quá, đã quá. Không có ăn gì đó nữa. Đi chưa? Thắng rồi. Thành này lộn hơn một trái nữa. Ăn đi con, cả đấy. Đấy.
hay là dọc hay như người nữa đánh như cặp như vậy. Chồng em cho em một lượt thích, cho một lượt đăng ký nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Bye bye.